Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện DDCI năm 2023. Đứng đầu khối các sở ban ngành tỉnh là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xếp loại xuất sắc với hơn 93 điểm chỉ số. Có 7 đơn vị xếp loại tốt là các Sở Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, dẫn đầu là Công an tỉnh xếp loại tốt với hơn 80 điểm chỉ số. Kho bạc Nhà nước Hưng Yên xếp loại khá, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Tòa án nhân dân tỉnh xếp loại trung bình. Chi cục Hải quan Hưng Yên và Cục Quản lý thị trường tỉnh xếp loại yếu. Về cấp huyện, thành phố Hưng Yên dẫn đầu xếp loại tốt với hơn 88 điểm. Một trong những điểm sáng trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2023, đó là dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp đạt con số lớn nhất từ trước đến nay với gần 900 triệu đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thêm 56 dự án, gồm 42 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và 14 doanh nghiệp vốn trong nước với tổng vốn đăng ký trên 570 triệu đô la Mỹ và gần 2.000 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 50 dự án, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng là 894 triệu đô la Mỹ, gấp gần 2 lần kế hoạch cả năm và bằng 122% so với năm 2022. Một số dự án cấp vốn lớn đăng ký đầu tư là dự án sản xuất phim phân cực LCD của công ty trách nhiệm hữu hạn Nito Việt Nam với trên 130 triệu đô la Mỹ, dự án nhà máy Acicup Thăng Long của công ty cổ phần Acicup Việt Nam với gần 90 triệu đô la Mỹ. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu ngân sách nội địa ước đạt 29.500 tỷ đồng, trong đó thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 14.750 tỷ đồng, chiếm 50% số thu nội địa. Con số này cũng đạt gần 350% so với dự toán được giao năm 2023 và tăng gần 190% so với năm 2022. Số thu đạt cao so với dự toán và cùng kỳ là do chi nhánh Hưng Yên, công ty cổ phần Vinhome phát sinh số nộp 10.600 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, do tác động của Nghị định 91/2022 của Chính phủ dẫn tới số nộp của một số doanh nghiệp trọng điểm tăng cao so với cùng kỳ. Dù thị trường bất động sản có ảm đạm, song từ đầu năm đến nay, thị xã Mỹ Hào tổ chức đấu giá được 70 suất đất cho nhân dân làm nhà ở, số tiền thu được là trên 100 tỷ đồng. Cụ thể, xã Ngọc Lâm đấu giá được 4 suất, diện tích trên 850m2, xã Hưng Long 18 suất, diện tích 1.500m2, xã Cẩm Xá 12 suất, diện tích 1.100m2 và phường Minh Đức 36 suất, diện tích 3.000m2. Cơ bản giá trúng thầu tại các suất góc, suất mặt đường lớn vẫn ở mức cao trên dưới 20 triệu đồng một mét vuông. Từ nguồn đấu giá đất giúp các địa phương có thêm nguồn lực để hoàn thiện các công trình phúc lợi, đồng thời tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Thị xã chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các khu đấu giá đã phê duyệt, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng để đấu giá trong những tháng đầu năm 2024. Theo kế hoạch, sáng mai, ngày 2 tháng 12 sẽ diễn ra phiên chợ cam Hưng Yên năm 2023 tại phố Trúc, khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang. Phiên chợ cam Hưng Yên năm 2023 với quy mô 50 gian hàng trưng bày sản phẩm cam, các loại quả có múi và một số nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên. Thời gian diễn ra phiên chợ trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật. Đây là hoạt động được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao cho Sở Công Thương tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá nông sản Hưng Yên tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất cho người nông dân, nâng cao giá trị nông sản của vùng quê Phú Hiến. Phiên chợ cam cũng là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cam Hưng Yên trao đổi, tiếp nhận góp ý của người tiêu dùng để không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, một số đại diện siêu thị, chuỗi tiêu thụ cũng đến tham quan ký kết các đơn hàng đối với cam và các nông sản khác của Hưng Yên. Chiều qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học giải pháp phát triển một số sản phẩm du lịch tỉnh Hưng Yên phù hợp với xu hướng và nhu cầu thị trường đến năm 2030. Tại buổi hội thảo, các nhà khoa học trực tiếp tham gia đề án đã có những báo cáo tham luận liên quan tới các vấn đề giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ du lịch, tăng cường liên kết các bên liên quan trong phát triển sản phẩm du lịch Hưng Yên và định vị thương hiệu du lịch Hưng Yên trong mối liên kết với các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Các báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn còn tồn tại và định hướng phát triển du lịch Hưng Yên trong thời gian tới. Đặc biệt là dự án con đường di sản kết nối các điểm di sản Hưng Yên dọc sông Hồng.
Kết luận của Thanh tra thành phố Thủ Đức mới đây chỉ ra loạt công trình xây dựng không phép ở khu Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều biệt thự xây trái phép lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn. Theo kết luận thanh tra, công trình nhà số 23-23B là dự án Home Residences số 145 Nguyễn Văn Hưởng do công ty cổ phần TDS làm chủ đầu tư, nhà hàng ẩm thực quê nhà xây dựng không phép tăng diện tích và lấn ra sông Sài Gòn. Ngoài các công trình sai phạm đã được thanh tra thành phố Thủ Đức chỉ ra, ghi nhận ở hành lang sông Sài Gòn thuộc phường Thảo Điền cũng đang tồn tại nhiều công trình xây dựng có dấu hiệu lấn chiếm lộ giới sông Sài Gòn. Liên quan vụ cướp tiệm vàng tại huyện Châu Thành chiều qua, sáng nay, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi cướp tài sản. 18 giờ 30 phút chiều qua, Công an tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo về việc có hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở thị trấn Châu Thành. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Lại Thế Việt có liên quan trực tiếp đến vụ cướp nên tiến hành bắt giữ khi trốn tại địa bàn tỉnh Tiền Giang, đồng thời thu giữ hai khẩu súng, 75 viên đạn trì, một xe máy cùng nhiều đồ vật có liên quan và đang mở rộng điều tra vụ án. Trước đó, Việt cùng Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi ở Trà Vinh, mang hai khẩu súng đến cướp tiệm vàng Mỹ Trang. Do bị phát hiện, Quang nổ súng làm chủ tiệm vàng bị thương và cướp một lượng vàng lớn. Trên đường tháo chạy, Quang nổ súng bắn lực lượng thi hành công vụ và bỏ chạy với tốc độ cao. Sau đó, đối tượng tự ngã và tử vong tại chỗ. Ngày 1 tháng 12, chính phủ New Zealand tuyên bố sẽ cấm sử dụng điện thoại di động trong các trường học trên cả nước. Năm 2022, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Giáo dục Từ thiện New Zealand đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng khi phát hiện tới hơn 30% số thanh thiếu niên ở độ tuổi 15 hiếm khi đọc hay viết. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần có giải pháp cấp bách để giải quyết tình trạng đáng lo ngại tại New Zealand. Trước thực trạng này, Thủ tướng New Zealand cho biết sẽ cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường học trong vòng 100 ngày đầu tiên ông nhậm chức, áp dụng chính sách vốn đã được thử nghiệm tại Mỹ, Anh và Pháp. Thủ tướng New Zealand cho biết bước đi này sẽ góp phần giúp học sinh tập trung hơn vào việc học tập. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy kết quả học tập đã được cải thiện 6,5% sau lệnh cấm sử dụng điện thoại. Việc cấm sử dụng các thiết bị này trong thời gian nghỉ giải lao cũng sẽ giúp cải thiện sức khỏe và các kỹ năng xã hội của học sinh. Bộ Y tế Indonesia mới đây cho biết đã chi 16 tỷ rupiah, tương đương hơn 1 triệu đô la Mỹ, cho chương trình thí điểm thả mũi vằn mang vi khuẩn giúp tăng khả năng phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Chương trình thí điểm thả mũi vằn mang vi khuẩn Wolbachia đang được Bộ Y tế Indonesia triển khai tại những thành phố đang có sốt xuất huyết diễn biến phức tạp với số ca mắc bệnh cao. Bộ Y tế Indonesia nhấn mạnh chương trình thí điểm được tiến hành với sự tham vấn của các chuyên gia và sự đồng thuận của người dân địa phương. Wolbachia là một loại vi khuẩn tự nhiên có trong tế bào của khoảng 60% loài côn trùng như ruồi giấm, châu chấu, bướm, chuồn chuồn. Kết quả của nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy việc cấy vi khuẩn Wolbachia vào mũi vằn có khả năng ức chế sự phát triển của virus gây bệnh sốt xuất huyết, virus Zika và một số loại virus khác chuyển qua mũi, từ đó làm giảm nguy cơ lây truyền virus gây bệnh sang người. Theo bảng xếp hạng chi phí sinh hoạt toàn cầu mới công bố, Zurich, trung tâm tài chính và văn hóa của Thụy Sĩ cùng Singapore trở thành hai thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Singapore đã quá quen thuộc với vị trí đứng đầu. Quốc đảo nhỏ bé là thành phố có chi phí sống cao nhất trong 9 năm trong vòng 11 năm của bảng xếp hạng. Trong khi đó, thành phố Zurich tăng 5 bậc so với năm ngoái. Thành phố lớn nhất Thụy Sĩ này vốn luôn đắt đỏ và việc nó vươn lên dẫn đầu chủ yếu là do đồng franc Thụy Sĩ trong năm qua đã tăng giá tới 10% so với đồng đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, Damascus, thủ đô của Syria, xếp thứ 173, là thành phố có chi phí sinh hoạt rẻ nhất trên thế giới. Tiếp theo là Tehran, thủ đô của Iran, ở vị trí thứ 172. Không khí Giáng sinh đã bao trùm nhiều nơi trên thế giới với các hoạt động trang trí đặc sắc. Tại New York, Mỹ, một nghệ nhân từng đạt kỷ lục Guinness đã trổ tài làm bánh gừng với một tác phẩm thú vị. Các nghệ nhân làm bánh gừng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho tác phẩm trưng bày khoảng 800 ngôi nhà làm tay và nướng tại nhà. Tác phẩm tiêu tốn 4.000 thau kẹo, khoảng 6.000 lòng trắng trứng và 1.000 bao bánh gừng. Việc vận chuyển và tái tạo lại ngôi làng bánh gừng tại mỗi địa điểm không phải là một việc dễ dàng. Nhưng bất chấp những thử thách, ông Lovitch cho biết ông vẫn cố gắng duy trì tinh thần Giáng sinh. Ngôi nhà bánh gừng mở cửa cho công chúng đến ngày 7 tháng 1. Tác phẩm sau đó sẽ được tặng miễn phí cho những người tham quan. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.